cận cảnh chạp cưới 2.000 khách mời của Bùi Tiên Dũng và Khánh Linh. Lễ cưới hoành tráng bậc nhất Bắc Ninh của Bùi Tiên Dũng và Khánh Linh được tổ chức trong hai ngày, đón gần 2.000 khách mời. Sau lễ cưới được tổ chức tại nhà trai ở Hà Tĩnh, Bùi Tiên Dũng và Khánh Linh tiếp tục tổ chức tiệc cưới ở Bắc Ninh, nhà gái trong hai ngày 7 và 8 tháng 1. Lễ cưới của cặp đôi trở thành tâm điểm bởi sự hoành tráng, mông cao cổ đầy với sự tham dự của gần 2.000 khách mời. Toàn bộ phần sân khấu của đám cưới được trang trí bằng hoa hồng bạch. Không gian hôn lễ cũng được thiết kế theo concept lâu đài cổ tích lãng mạn, ấn tượng với điểm nhấn là những tấm ảnh cưới của Bùi Tiên Dũng và Khánh Linh. Sau đây là một số hình ảnh về nơi tổ chức lễ cưới Bùi Tiên Dũng Khánh Linh tại Bắc Ninh. Công chính được trang trí bằng nhiều hoa tươi. Bùi Tiên Dũng Khánh Linh tổ chức lễ cưới ở ba địa điểm khác nhau sập cưới của Bùi Tiên Dũng Khánh Linh ở trong khuôn viên của một khu biệt thự VIP. Bên trong rạp cưới được trang trí rất cầu kỳ đẹp mắt với hệ thống ánh sáng âm thanh nhằm tăng hiệu ứng cho buổi lễ. Toàn bộ phần sân khấu của đám cưới được trang trí bằng hoa hồng bạch. Từ sáng sớm lễ cưới chính thức đã được chuẩn bị sẵn sàng, Bùi Tiên Dũng Khánh Linh sẽ là những nhân vật chính của buổi lễ. Cả hai tổ chức ăn hỏi một năm trước và đã có một công chúa rất xinh xắn, thực đơn rất đa dạng với nhiều món ăn sang trọng. Tiên Dũng và Khánh Linh còn tổ chức thêm một tiệc cưới tại khách sạn Hàng Sang ở Hà Nội vào tối ngày 10 tháng 1. Sự kiến tiệc cưới ở Hà Nội sẽ quy tụ dàn khách mời VIP và những tuyển thủ nổi tiếng Việt Nam.